Năm 2024, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2.662 chỉ tiêu ở 37 ngành, nhóm ngành đào tạo chính quy. Trường có 6 phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông, có kết hợp với bài luận, xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.